Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây, hoạt động vận chuyển trái phép thảo mộc khô có chứa chất ma túy vào nội địa có diễn biến phức tạp, có tổ chức, quy mô lớn và phạm vi rộng trên toàn quốc với nhiều thủ đoạn mới tinh vi. Lá khát, một loại thảo dược có thể tinh chế thành chất ma túy cation, vừa được phát hiện tại Việt Nam đã cho kết quả kiểm nghiệm hết sức bất ngờ. Đó là trong loại lá này có chứa nhiều chất độc hại lớn hơn gấp nhiều lần ma túy đá và độc hại hơn các loại ma túy thông thường gấp 500 lần. Lô hàng này vừa bị Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy Bộ Công an phối hợp với Cục Hải quan Hà Nội bắt giữ. Bằng mắt thường thì khó có thể nhận biết được loại lá này có chứa đến hàng trăm chất độc có nguy hại tới sức khỏe con người. Để xác định được các chất độc có trong lá khát, các cán bộ của Trung tâm Giám định Ma túy, Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an đã phải trải qua nhiều công đoạn như phân loại, đồng hóa mẫu, chiết xuất hoạt chất ra khỏi mẫu thực vật. Để có được kết luận cũng phải mất từ 3 đến 5 ngày. Thì bằng cái phương pháp khoa học thì chúng tôi đã chiết vào được cái lượng mẫu đưa vào lọ sắc ký khí này để phân tích trên máy. Thì trải qua cái quá trình tách chiết mẫu rất là phức tạp thì chúng tôi đã chiết ra cái lượng chất ma túy cation là cái chất gây nghiện chính trong lá khát, đưa vào đây để phân tích trên máy để tìm ra được cái chất gây nghiện đấy. Theo Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, lá khát có chứa chất cation. Vì vậy, sử dụng loại thảo dược này sẽ tạo ảo giác, hoang tưởng, rối loạn tâm thần, có các hành vi bất thường, cực đoan, bạo lực, muốn tự tử. Mức độ nguy hiểm của lá khát lớn gấp nhiều lần ma túy đá và độc hại hơn các loại ma túy thông thường gấp 500 lần. Loại thảo dược này có thể tinh chế thành chất ma túy cation. Cái việc giám định thì đã tiến hành rất là nhiều lượt giám định do C47 yêu cầu. Trong đó thì phần lớn các cái yêu cầu là đều tìm ra cái hoạt chất chính có trong cái lá đó là cái cation. Mà cation thì nằm trong danh mục 1 của nghị định 82 do chính phủ Việt Nam ban hành. Thời gian qua, các lực lượng chức năng tập trung phòng ngừa đấu tranh mạnh với loại tội phạm ma túy, thường xuyên chủ động phối hợp giữa các đơn vị, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, không để thẩm lậu ma túy vào nội địa. Cùng với đó, các đơn vị cũng tập trung tuyên truyền để người dân biết rõ tác hại của việc sử dụng loại ma túy này, không chỉ bị xử lý nghiêm mà còn dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Tuy nhiên, trước sự truy quét đấu tranh của lực lượng chức năng, tội phạm ma túy luôn tìm cách đối phó, đặc biệt là chiết xuất ra những loại ma túy tổng hợp mới, tinh vi và độc tố mạnh hơn. Ở vùng nông thôn, việc tạo sân chơi an toàn cho trẻ trong những ngày hè đang đặt trách nhiệm lên vai những cán bộ đoàn đội ở cơ sở. Được biết hiện xã Tà Nung có gần 3.000 em trong độ tuổi thanh thiếu niên. Các đoàn xã, chi đoàn thôn cũng rất tích cực trong việc tổ chức sinh hoạt vào các buổi cuối tuần